Kính thưa quý vị, kênh Thuốc Dân Dân VAT trên YouTube hôm nay tiếp tục đi lái cây thuốc. Mặc dù trời âm u mưa nhưng mà chúng tôi vẫn đi lái cây thuốc để phục vụ cho các quý thầy và các quý bệnh nhân, cho hẹn với các bệnh nhân và các thầy lao đầu mà vẫn chưa có được cây thuốc. Nhưng hôm nay trời âm u, tôi vẫn buộc lòng đi lái cây thuốc để cho kịp phục vụ cho các quý bệnh nhân và quý thầy. Trước màn hình của quý vị đây là một cây thuốc quý. Cây này có tên gọi là quang đen. Hay còn gọi là nôm quang liên. Quang liên cũng được, nôm quang liên cũng được. Hay là quang đen. Quang đen có hai loại, một loại là quang đen trăng vịt. Còn đây là gọi quang đen, quang nôm quang liên. Chập nữa tôi đã cho mọi người biết. Quang đen trăng vịt khóc, quang đen này khóc. Quang đen trăng vịt gọi là dây gám vòn đó mọi người. Còn dây này, trăng nhân dân thì và các thầy lan thì gọi nó là dây ký ninh. Sử dĩ nó có tên dây ký ninh thì cho nó có vị đáng nhiều quá mọi người này. Vì nó rất đáng, cực kỳ đáng nên được gọi là dây ký ninh. Còn theo đăng đông y thì dây này thì được gọi là nôm quang liên hay là gọi là quang liên, và có tên gọi nữa là quang đen, cũng là chính nó mọi người. Còn quang đen trăng vịt là khóc mọi người này. Quang đen trăng vịt gọi là dây gám vòn. Vì phân bố dây này, dây này được mạc phân bố trên khắp các nước Việt Nam của chúng ta. Chập nữa tôi sẽ cho mọi người nhận dọn dây này. Dây này cũng dễ nhận dọn thôi. Mọi người thấy cái hình giống tôi đang quay đây là mọi người cũng nhận dọn được rồi. Nó cũng giống với lại dây gám vòn. Nó có ti 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 mọi người này. Nó có ti 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 ra đây. Nó có ti ti mọi người thấy không? Có cái tim và có cái ti ra. Đó. Má sao mù quá. Cho trời tối mọi người thăm cổm, trời âm u rồi, bây giờ là 2:47 chiều mọi người nè. Tôi đi lấy thuốc hồi sáng ở đây mọi người. Đó, tôi lấy thuốc rất nhiều. Đó, tôi lấy cây ngũ tạng quý ra mọi người. Chậm nữa tôi sẽ cho mọi người nhận dọn về cây thuốc này. Cây này nó có vị đáng mong tính hơn mọi người nè. Cây nôm hoàng liên này có vị đáng tính hơn. Nó đi vào kinh con và tâm hay kinh chính á, và nó đi những cái kinh phụ như tỳ phế vị đại trường đó, nó còn đi được rất nhiều kinh mọi người, và đi vào hai kinh chính đó là tâm và con. Và cái này có rất là nhiều công dụng, công năng của nó tuyệt vời đó mọi người. Nó có công năng là coi như một kháng sinh tự nhiên á, kháng sinh tự nhiên á, tiêu viêm, sát trùng, ghi lắm mà. Cây này rất là quý. Thanh nhiệt, nó còn có công năng là thanh nhiệt giải độc cơ thể của chúng ta. Cây này chữa được rất là nhiều bệnh. Các thầy lan thì thường dùng nó để chữa bệnh sốt rét và bệnh sốt cô. Khi mà mình đau ốm bị sốt cô thì dùng nó, và bị sốt rét thì các thầy lan và người dân cũng dùng cái cây này, cây nôm quang liên này hay gọi là quang đen này để điều trị, cũng rất hay. Nên bởi vậy nên nó có tên gọi là dây ký ninh. Nó còn có như có một tên gọi nữa là dây rụt gà nữa. Có người gọi nó là dây rụt gà. Còn do nhiều vùng miền khác nhau mà đặt cho nó có tên khác nhau. Còn tên chính của nó là nôm quang liên. Hay gọi là quang đèn đó mọi người. Nôm quang liên. Hay gọi là quang liên nôm. Thì cũng là chính nó.
Cái này là một cái thuốc kháng sinh, kháng viêm tự nhiên, nên nó điều trị được rất là nhiều bệnh. Chẳng hạn như viêm gan do các loại virus gây ra thì cũng dùng tới cái cây này mọi người. Viêm tay giữa có mủ thì cũng dùng cái này, tóm là bọc đi. Rồi mình miệng là mình thấu vào ngày 2-3 lần ở trong lỗ tay mình ấy. Tóm là bọc miệng và vệ sinh sạch sẽ rồi mọi người mới thấu như này. Viêm tay giữa vệ sinh sạch sẽ, lấy bông gòn vệ sinh sạch sẽ cho hết mủ đi, rồi mọi người thấu này vô cũng rất là mau lành. Đó là kháng sinh kháng viêm tự nhiên, đó là chống viêm, kháng sinh chống viêm, nên cây này chữa bệnh là rất là hay đối với cây nôm hoàng liên này. Và nó chữa bệnh coi như bị tiêu chảy, cho bị kiết lỵ tiêu chảy, đau đường ruột, về chữa về hệ tiêu hóa đều được hết, chữa về bô tử cũng được, viêm đường ruột, kể cả viêm đường tiết niệu, vân vân, tất cả có các loại viêm trong cơ thể chúng ta đều chữa dùng cái này. Viêm cách một mét này cũng chữa nó, và chữa viêm đa cấp mọi người cũng dùng cây này, và chữa bệnh gút thì cây này yếu hơn cây chữa bệnh gút và viêm đa cấp, thì cây này chữa vẫn được nhưng mà yếu hơn cây hoàng đèn trắng vịt hay gọi là dây cắm vòn. Dây cắm vòn thì chữa hai hơn, chữa về bệnh gút và viêm đa cấp hai cây này. Thành phần hoạt chất trong nôm hoàng liên này nó có về hoạt chất oncoloid, thì oncoloid thì nó có những cái chất như berberine mọi người, berberine nhiều lắm, nên được chữa để dùng để chữa đau bụng đi cạo lãng, là nó điều chế từ cái cây này ra mọi người, sa bột ra. Và liều dùng cây này thì từ 6 đến 12 gram, và có thể dùng đến 15 gram cũng được mọi người, tùy theo tình trạng của bệnh. Có khi tôi áp dụng tới 15 gram, như chẳng hạn một sốc cô thì tôi dùng cái 15 gram nè, tùy theo bệnh nặng nhẹ tình trạng bệnh mà mọi người dùng cái cây này phối hợp cho nó hay hoài. Cây này rất là lành tính, trẻ em đều uống được, trẻ em đau bụng đều uống được, đi cào lãng thì mọi người chỉ xác 10 gram thôi, đối với trẻ em mà coi dưới 12 tuổi 10 gram thôi, hoặc là 8 gram cũng được, tùy theo bệnh nặng nhẹ. Mọi người chỉ uống chừng 2 lần là đó cầm à, uống lần đầu tiên là đó cầm rồi, cầm đi cào lãng là cực kỳ hay, nó kháng được một số loại vi khuẩn trong đường ruột chúng ta. Hôm nay tôi lấy rất là nhiều cây thuốc mọi người, và chậm nữa tôi phân biệt về hoàng đàn trăng vịt và nôm hoàng liên khác nhau chỗ nào. Và về công dụng thì cây này công dụng cũng gần giống như dây gám vòn hay gọi là hoàng đàn trăng vịt, công dụng nó cũng gần giống như nhau, có thể thay thế được cỏ cho nhau. Nếu mà thiếu cây này thì ta lấy cây gám vòn hay gọi là hoàng đàn trăng vịt, mà thiếu cây hoàng đàn trăng vịt hay gọi dây gám vòn thì ta lấy dây nôm hoàng liên này hay gọi hoàng đàn này để điều trị. Đối với bệnh viêm đa cấp, bệnh gút thì cây này điều trị yếu hơn, tôi chắc là cây này điều trị yếu hơn cây hoàng đàn trăng vịt, gọi là dây gám vòn á, gám vòn đặc trị về bệnh gút. Đây bên này có dây gám vòn mọi người, dây gám vòn thì cái màu nó đậm hơn mọi người, đây cái màu dây gám vòn, cái màu vòn nó đậm hơn, màu vòn đậm hơn đây. Còn đây là nôm hoàng liên thì màu vàng nó hơi nhạt hơn một tí, tươi ha, còn tươi ha. Còn bên này dây hoàng đàn trắng vịt thì màu đậm hơn, và cái hình thái cũng khác nhau mọi người này, không giống nhau. Video này tôi chia sẻ về cây nôm hoàng liên này để cho mọi người biết, và về phần nhận dọn đó cũng đơn giản là mọi người. Chậm nữa tôi cho mọi người nhận dọn. Và cái này có thể mọi người áp dụng tất cả các loại viêm trong cơ thể chúng ta, viêm cách một mét thì hay là viêm tay giữa, viêm đường ruột, viêm bao tử, viêm đường tiết niệu,
vân vân. Đặc biệt là viêm gan do các loại virus gây ra, viêm đa cấp, bệnh gút, bệnh gút cũng do viêm sưng ra, viêm xương rồi sưng ra. Bệnh gút là gọi là bệnh thông phòng mà mọi người. Có thể dùng cây này chữa được, tha thế cây hoàng đàn, hoàng đàn trắng vịt. Hoàng đàn cũng được, mà hoàng đàn cũng được mọi người đây. Hoàng là hoàng á, như nhau. Có người cây hoàng đàn cũng được, mà nó là hoàng đàn đúng ha. Và cây này tên chính là nôm hoàng liên. Nôm hoàng liên đây. Mọi người mà nghe cái tên nôm hoàng liên là chính nó đó. Và cây này còn chữa được những cái chứng bệnh về tim nữa. Nó cây này nó làm cho tim mình co bóp mạnh mẽ lắm mọi người này. Nên nó đi vào kinh tâm là tim á, tâm và con là chính, nên nó chữa bệnh gan tuyệt vời, viêm gan các loại virus tuyệt vời luôn, và bệnh tim nữa, làm cho tim co bóp mạnh mẽ và nó ngăn ngừa xơ vữa động mạch và tiêu diệt được một số cholesterol xấu trong cơ thể chúng ta, nên nó chữa bệnh tim rất tốt. Nó đi vào kinh tâm mà và kinh con, và có kinh phụ như là kinh phế, kinh tỳ và kinh tỳ vị đại trường đó, mấy kinh phụ nó đi đó. Nên cái này các thầy và khoa học hiện đại người ta đã nghiên cứu và dùng cái này để chữa về bệnh đái tháo đường, bệnh tiểu đường của mọi người, và chiết xuất từ thành phần trong cây nôm hoàng liên này hay hoàng đàn này để điều trị cho bệnh tiểu đường. Nó phải nó đi vào kinh tỳ đó, tỳ là tỳ đó mọi người, trong đông y tỳ, y học hiện đại gọi là tuyến tỳ của mình á. Và nó làm kích thích tế bào beta của tuyến tỳ chúng ta, sản xuất insulin để điều hòa đường huyết trong máu chúng ta. Rồi chính là cây này. Còn trong nhân dân thì dùng để chữa sốt và sốt rét các mọi người. Người ta không biết hết về công dụng của cây này. Cây nút thì cực kỳ tuyệt vời. Mọi người mà đem về băm nhỏ phao khô, băm ra từng lót, băm nhỏ phao khô và càng người dùng thì dần có thể tóm thành bột mọi người. Tóm thành bột, đây mình cổ hết lớp vỏ này nè, và băm nhỏ phao khô, tóm thành bột đi, khi đau bụng thì cho uống chừng mấy gom ta mọi người là được nào, cho uống như đau bụng cho uống chỉ một muỗng cà phê nhỏ thôi, bột này là đã hết rồi. Cầm đi cầm mà uống cái bột này, cầm đi cào ngay, chỉ một lần một thôi, và uống lần thứ hai nữa là dứt điểm luôn, có tình trạng mà đi cào lãng, đi ngoài lãng á. Cái này rất hay. Và tôi nhắc lại, phụ nữ có thai không được dùng cái này mọi người nè, dùng phải qua chỉ định của thầy thuốc, qua liều lượng nhất định của thầy thuốc chỉ định, chứ không thể dùng tất cả các loại thuốc này, không được dùng bừa bãi đối với phụ nữ có thai. Còn trẻ nhỏ, trẻ em đều uống được cái này. Và một điều rất là lưu ý nữa, cái này nó có tính hờn, vị đáng tính hờn, thì cấm kỵ cho những người mà coi như bị hờn, vì ví dụ chân ta mà lạnh ấy, rét run, cho chân ta lạnh luôn, không được sử dụng cây này. Nên mọi người chú ý cho đó, khi mà sử dụng là nó phải nó tan tình trạng bệnh nặng thêm á mọi người nè. Nên mọi người chú ý mấy cái nó cho phụ nữ có thai và những người bị hờn, chân tay nó lạnh run lên, không được dùng cái cây này. Còn bình thường dùng ok hết. Này nhấn nồng cái này về vàng, tôi cho mọi người về nhận dọn cây này một tí, nó nhiều quá. Đây cây này gốc giò nó ở đây mọi người này, ở trong đó đây, nó mặc đây này. Những cây thuốc mà mặc ở trong đó là những cây thuốc tốt mà mọi người nè. Đây tốt hơn mặc ở ngoài đất, hấp thụ được có nhiều thạch đó này. Đây thằng nâu nè mọi người, thì bộ phận thân giò đây mà, thân giò đây mọi người, thân giò nó xù xì và màu hơi móc trắng ngờ ngòi, cũng không trắng ngờ ngòi lắm. Đây thân giò đây, nó có những cái đường sạc ấy mọi người nè, có những cái đường sạc đây, có những cái rãnh, thằng nó có những cái rãnh mọi người đó, mọi người coi nó cũng có rãnh này, rãnh chạy dạt theo thân. Đây thân giò nó xù xì hơn và rãnh nó ít hơn, và lên trên thân giò thì nó có rãnh nhiều lắm. Mọi người thấy rãnh không, rãnh chạy theo. Nó cũng dễ nhận dọn thôi. Đó nó đây mọi người.
Để tôi bẻ cái nó đây mọi người. Để nó thẳng thẳng ra mọi người này. Thẳng nó gãy rồi này. Đó này mọi người. Đây là tôi lấy lá vừa vừa thôi, lá nhỏ này mọi người. Đó hai mặt đều lớn. Hai mặt lớn mọi người nè. Không có lan răng cưa. Đây, mép lớn nguyên mọi người này. Mép lớn nguyên đây. Không có răng cưa, hai mặt lớn. Hai mặt đều lớn hết. Màu tây màu xanh đậm. Mặt suối màu xanh nhạt hơn. Bờ gân chính nở rõ rệt mọi người. Bờ có gân phụ, tẻ ra từ gân chính nè mọi người. Đó, mọi người nhìn cho kỹ này. Cho dễ nhận dọn. Đó nó mặt cách nhau. Đó mặt cách ra mọi người. Mặt cách nhau khoảng 5 cm, 4 cm, 6 đến 7 cm là có một lá mặt cách nhau. Và đặc điểm nữa là cái lá nó đây mọi người, cái cuốn nó hơi căng căng và phình nó một chút qua mọi người nè, nó phình nó một tí đây này. Mù má khó thấy, mù quá. Đây, lá đây mọi người, có nhiều lá to đó mọi người, đây lá to đó mọi người này. Mọi người xem cái lá to đây. Bên đây trời gần tối rồi mọi người này. Mọi người thông cảm. Giờ lấy nhiều cây thuốc quá và chia tôi làm xuyên rồi tôi chia sẻ cho mọi người, còn làm biến thì ta. Thì thôi. Bữa nào tôi khỏe khỏe tôi phải chia sẻ cho mọi người cây thuốc quý. Đây. Bì ngon của lá này mọi người. Lá đây là lá to mọi người này. Đó. Bò ngón tay tôi mà bò láng tay của tôi mà chỉ có nửa lá thôi mọi người này. Thấy mọi người thấy không? Chiều dài có tới 20 phân mọi người. Một con tay á. Chiều dài có là một con tay. Và chiều ngon bằng 6 đốt lăng tay mọi người. Gần 6 đốt lăng tay chứ chưa 6 đốt lăng tay. Đây đây là chiều ngon của nó đây. Và từ thân nó đây mọi người. Nó có cái phình đây. Động phình khoảng 2 thường thường khoảng 2 cm. Nhưng cái này khoảng gần 3 cm mọi người đi. Và cắt cái cuốn lá. Cuốn lá dài đó mọi người. Tùy theo lá to thì cuốn nó dài, dài hơn cuốn lá nhỏ. Như cái cuốn này từ từ đây mà ra tới 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 cái lá này thì khoảng tầm để tôi ước dọc 1 5 10 khoảng 10 13 cm. Đây, đây mọi người, từ cái cuốn này từ đây mà ra tới cuốn này. Đây là lá to, còn lá nhỏ đây mọi người. Lá nhỏ thì cuốn nó ngắn và nó nhỏ hơn. Cuốn nó ngắn và nó nhỏ như cây tam này, to hơn cây tam một tí, còn lá to thì nó to như cái tam sa đọc với mình nè mọi người. Cái cuốn to này nó to như cái bàn cây tam sa đọc, còn cuốn nhỏ thì nó nhỏ nó to hơn cây tam một tí mọi người này. Đây là cái cuốn lá nhỏ, lá nó đa dạng, to có nhỏ có. Mọi người nhìn cho kỹ cái lá này, đây màu trên của mặt đó, màu dưới đây có một gân chính nở rõ và có gân phụ tẻ ra từ gân chính này. Cây này cũng dễ nhận dọn. Tôi chỉ nêu sơ về những công dụng của cây này. Cây này rất là nhiều công dụng tuyệt vời. Mọi người nào mà biết thêm những công dụng này thì hãy bình luận ở phía dưới video. Đi được cách bọn với nhau và chia sẻ những cây thuốc quý. Thôi tới đây tôi cũng xin dừng video và hẹn mọi người trong những video lần sau. Mọi người nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng xem biết về những cái loại cây thuốc quý này. Và nó là và cây này là một loại dây mà mọi người, tôi chắc là một loại dây mà một cây, nó là dây. Mọi người xem và nhận dọn để tìm cái thuốc này.